Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta trả lời cái câu hỏi đó là một số chính phương chia cho 8 thì dư mấy? Số chính phương là gì? Số chính phương chúng ta nhắc lại vào đây một chút. Số chính phương. Số chính phương là số có dạng a bình phương với a thuộc vào tập tự nhiên. Nói cách khác là khi mà chúng ta liệt kê ra ấy, thì chúng ta sẽ lấy các số tự nhiên mà chúng ta bình phương lên thì nó sẽ ra số chính phương không bình phương một bình phương hai bình phương ba bình phương bốn bình phương năm bình phương sáu bình phương vân vân đây là các số chính phương được chưa nào thế thì số chính phương chia cho 8 dư mấy câu trả lời ở đây trả lời chỉ dư không 1 hoặc 4 Bình thường một số ấy, tức là số A nhá. Ở đây khi mà xét số A thuộc vào tập tự nhiên thì A chia cho 8 có thể có thể có 8 khả năng về số dư. 8 khả năng về số dư. Về số dư. Đó là hai chấm đó là gì đó là dư không dư không tức là chia hết nhá chúng ta đừng mắt mẻ thầy cái chuyện này về mặt câu chữ chúng ta phải hiểu cái chuyện này là đồng nhất thôi dư không cũng được dư không tức là chia hết cho 8 rồi đến dư 1 dư 2 dư 3 dư 4 dư 5 dư 6 dư dư 7 như vậy là có 8 khả năng về số dư nhưng cái kết luận ở đây nó rất hay là gì đó là A bình phương ấy không phải là A đâu nhá a bình phương thì chia cho 8 lại chỉ có 3 khả năng về số dư thôi, đó là 0, 1 hoặc 4. Tại sao? Đấy, thì bây giờ mình mới làm tiếp. Đến đoạn này thì thầy có vài hướng để có thể trình bày cho chúng ta hiểu. Một là nói bằng lời. Hai là thầy sẽ bình phương lên theo kiểu là nhân phân phối hai cái ngoặc với nhau. Ba là nói theo kiểu đồng dư. Thế tùy chúng ta hiểu theo cách nào cũng được. Để thầy nghĩ xem nào. Uhm. Nếu mà nói về về kiểu mà số dư ấy thì nó chuẩn với sách giáo khoa hơn nói về đồng dư thì nó lại ngoài sách giáo khoa rồi còn nói bằng lời thì chúng ta lại có thể kêu là không chính xác nói bằng lời là như thế nào đây thầy ghi vào đây cách một nói bằng lời nếu a chia 8 dư dư không thì a bình phương chia 8 dư dư không bình phương tức là tức là dư không tức là chia hết nhá. Yeah. Thế còn nếu a chia 8 dư dư 1 thì a bình phương chia 8 dư 1 bình phương. Dư 1 bình phương thì cũng mở ngoặc vào đây, tức là dư 1. Đấy, đóng ngoặc. Thế tiếp tục a chia 8 dư dư 2 thì a bình phương chia 8 dư 2 bình phương, tức là dư dư 4. Nếu như a chia 8 dư dư 3 thì a bình phương chia 8 dư 3 bình phương. 3 bình phương thì bằng 9. Vậy tức là dư dư 1. Đấy. Tuy là 0 thì 0, 1 thì 1, 2 thì 4, 3 thì lại về 1. Thế nếu mà a chia 8 dư 4 thì a bình phương chia 8 dư 4 bình phương mở ngoặc tức là dư 4 bình phương là bằng 16 à? 16 thì ơ ờ, lại dư không à đấy nó lại về số 0. đấy là kiểu viết bằng lời nhá viết bằng lời viết bằng lời chúng dễ hiểu kiểu thứ hai là chúng ta sẽ trình bày theo kiểu là chia hết về chia cô dư của lớp 6 đúng theo sách giáo khoa nếu a chia 8 dư không thì a có dạng 8 nhân với k mở ngoặc k là thuộc vào tập số tự nhiên Người ta gọi A là số bị chia, 8 là số chia và K là thương Chia không có dư thì dạng biểu diễn của một số chia hết là như thế này A chia hết cho 8 thì A phải có dạng là 8K Vậy bây giờ A bình phương thì sao? Thì bằng 8K tất cả bình phương Chúng ta hiểu theo kiểu lớp 6 thì sẽ là 8K Nhân với 8K Tại vì bình phương mà, bình phương là hai cái giống nhau nhân với nhau Thì chỗ này sẽ ra cái gì? Sẽ ra là 64 nhân với k bình phương rõ ràng đến đây là nó gì chia hết cho 8 tức là a bình chia 8 dư không rồi bây giờ thầy lại nói tiếp cái trường hợp 1 cho chúng ta xong rồi những cái khác thì viết tương tự nhé đừng mất thầy viết hết cả 7 trường hợp ở đây là đang hướng dẫn học thôi chứ không phải là thầy chép lời giải ra cho chúng ta chép vào vở nên đừng có hy vọng là thầy phải viết hết 8 trường hợp mà lại viết đủ ba cách nữa thì thành 24 trường hợp thì có mà đến sáng không xong Kiểu thứ hai này, tiếp của cách hai nhá, cách hai viết tiếp này. Đi vào đây. Nếu a chia 8 dư 1 thì thì a sẽ có dạng 8k cộng 1. Cái này là sách giáo khoa. Trong cái bài chia hết và chia có dư. Sách lớp 6. Dư 1 này, dư 1 viết vào đây. Bây giờ khi đó khi đó a bình phương sẽ bằng 8k cộng 1 bình phương bình phương tức là 8k cộng 1 nhân với 8k cộng 1 bây giờ nhân phân phối phá ngoặc ra nhân phân phối phá ngoặc nhân hai cái ngoặc này thì lớp 6 cũng biết rồi mà kiểu như là a cộng b nhân c cộng d thì chúng ta nhân là a nhân c cộng a nhân d cộng b nhân c và cộng b nhân d đây Để cuối cùng đây được chưa đấy nhân như thế thì đây là 8k nhân 8k là 64k bình phương cộng 8k nhân 1. À đâu, nhìn vào đây chứ. 8k nhân 8k là 64k bình phương, 8k nhân 1 cộng 1 nhân 8k cộng 1 nhân 1. Kết quả 64k bình phương cộng 16k. 8 cộng 8 là 16 cộng với 1. Thế cái ông này này thì chia hết cho 8. Ông này cũng chia hết cho 8 đừng hỏi tại sao cái này chia cho 8 ấy nhá. Nếu mà hỏi tại sao cái này chia cho 8 thì thôi tắt đi không cần học nữa. Cái gì cũng hỏi. Cái này đều còn thừa ra số 1 đúng không? Vậy từ đó suy ra suy ra a bình phương chia 8 dư dư 1. Đấy, viết dài dòng một cái trường hợp số dư nó như vậy. Còn mấy trường hợp nữa? 6 trường hợp nữa à? 8 trường hợp tất cả mà. Thôi tương tự nhá chấm chấm đấy thế nói đến đây là đến đâu rồi nhỉ xét số a rồi n thì a chia 8 chỉ có thể 8 khả năng số dư xong rồi đây đấy và cuối cùng sau khi xét hết ra thì thì, thì cuối cùng nó chỉ có dư là dư không dư một dư 4 đấy cuối cùng hết thì nó chỉ có như vậy thôi kết luận nhá tương tự sau khi mà làm xong làm xong 8 trường hợp về số dư thì có điều phải chứng minh là một số chính phương chia cho 8 chỉ có thể dư 0, 1 hoặc là 4. Nhớ cái kết luận đấy thì còn làm bài tập khác.